Xin chào các bạn, đây là clip hướng dẫn giải đề TOEIC trên trang web toeic123.vn. Hôm nay chúng ta hãy đến với bộ đề Listening số 5. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe lại câu số 1. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. People are putting books on a shelf. B. There are people looking at books. C. The shelves are lined up. D. The books are all the same size. Dựa vào hình, ta chọn được đáp án chính xác là C. The shelves are lined up. Và câu 2. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The televisions are hanging on the wall. B. The chairs are all full. C. People are enjoying a movie. D. The televisions are falling off the wall. Ta thấy có 3 cái TV đang treo trên tường, giống như đáp án A. The television are hanging on the wall. Ở câu 3. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The men are lying on a bed. B. The men have the same clothes on. C. The men are wearing hats. D. A man is lifting a bed. Đáp án chính xác là C. The men are wearing hats, theo như mô tả trong hình. Đối với câu 4. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. People are running in the halls. B. People are mopping the floor. C. People are hanging paintings up. D. People are looking at the paintings. Dựa vào hình, ta chọn được đáp án D. People are looking at the paintings. Qua câu 5. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. A man is getting some water. B. A man is wrapping the package. C. A man is holding a pen. D. Both men are wearing ties. Chúng ta chọn đáp án C. A man is holding a pen, theo như mô tả trên hình. Câu 6. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. The man is stacking wood. B. The man is working with a forklift. C. The man is driving a cart. D. The man is delivering a presentation. Dựa vào hình, chúng ta chọn đáp án B. The man is working with a forklift. Tiếp theo, câu 7. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. He is tanning in the swimming pool. B. The dogs are running in the water. C. He is playing with his dogs. D. He is feeding his dogs. Đáp án chính xác là C. He is playing with his dog, vì ta có thể thấy người đàn ông chơi cùng với hai con chó của mình trong hình. Câu số 8. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. The buildings are the same height. B. There are buildings next to each other. C. Every building has a balcony. D. Some people are moving into the buildings. Ta thấy những tòa nhà nằm sát cạnh nhau. Vậy B. There are buildings next to each other là đáp án chính xác. Ở câu 9. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. All the cords are hanging on the wall. B. Lots of cords are plugged in. C. A man is taking out some cords. D. The cords are lying on the floor. Dựa vào mô tả trên hình, đáp án chính xác là B. Lots of cords are plugged in. Đối với câu 10. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. He is cutting down a tree. B. He is bending over with a shovel. C. He is building a house. D. He is making a mark on the wall. Chúng ta chọn đáp án B. He is bending over with a shovel, theo như mô tả trên hình. Chúng ta qua câu 11. Number 11. When do you leave for Japan? A. It left at 7 o'clock. B. On Thursday morning. C. Yes, they are from Japan. Câu hỏi là khi nào cô đi Nhật? Chúng ta chọn đáp án B. On Thursday morning. Tiếp theo, câu 12. Number 12. Where can I buy a stapler? A. By car. B. That's a good idea. C. Try the convenience store.
Câu hỏi là tôi có thể mua đồ bấm giấy ở đâu? Đáp án chính xác là C. Try a convenience store. Thử đến cửa hàng tiện lợi xem. Câu 13. Number 13. Didn't you think the presentation was boring? A. It was a long time ago. B. Let's take a break. C. No, I thought it was great. Câu hỏi là cô có nghĩ là bài diễn thuyết chán quá không? Đáp án C. No, I thought it was great. Không, tôi nghĩ nó tuyệt đấy chứ, là đáp án chính xác. Câu 14. Number 14. Hi, I would like to reschedule my appointment with Dr. Roth. A. May I have your name, please? B. He was appointed to the board. C. Yes, he's my dentist. Người đàn ông có nói, chào cô, tôi muốn thay đổi lịch hẹn với bác sĩ Roth. Đáp án chính xác là A. May I have your name, please? Anh cho tôi biết tên được không? Ở câu 15. Number 15. Did you see my umbrella anywhere? A. No, it was raining hard this morning. B. Yes, you left it in my office. C. Yes, I saw him at 4 p.m. Câu hỏi là, cô có thấy cây dù của tôi đâu không? Chúng ta chọn đáp án B. Yes, you left it in my office. Có, anh đã quên trong văn phòng tôi ấy. Tiếp theo, câu 16. Number 16. Would you like to try this jacket on? A. I'm glad you did. B. Yes, it's official. C. What size is it? Câu hỏi là anh có muốn thử cái áo jacket này không? Đáp án chính xác là C. What size is it? Nó size mấy vậy? Đối với câu 18. Number 18. Would you rather have cream or milk in your coffee? A. Neither, thanks. B. I made 3 copies. C. Yes, I do. Câu hỏi là cô muốn thêm kem hay sữa vào cà phê? Đáp án chính xác là A. Neither, thanks. Không thêm gì hết. Cảm ơn anh. Qua câu 19. Number 19. Why do you go to work so early every morning? A. No, I'm working until 6 today. B. Go to the security office. C. So I can avoid the traffic congestion. Câu hỏi là sao sáng nào anh cũng đi làm sớm vậy? Chúng ta chọn đáp án C. So I can avoid the traffic congestion. Để tôi có thể tránh kẹt xe. Ở câu 20. Number 20. How could you complete the blueprints for the new building so quickly? A. No, I'll call back. B. I had some help. C. We should complete it tomorrow. Câu hỏi là sao anh có thể hoàn thành bản thiết kế tòa nhà mới nhanh vậy? Chúng ta chọn đáp án B. I had some help. Tôi được giúp đỡ. Chúng ta qua câu 21. Number 21. Could you please turn the volume down? A. Down the hall and to your left. B. Turn left at the light. C. I'm sorry, I'll turn it down. Câu hỏi là anh có thể vặn nhỏ âm thanh lại được không? Vậy đáp án chính xác là C. I'm sorry, I'll turn it down. Xin lỗi, tôi sẽ vặn nhỏ lại ngay. Câu 22. Number 22. If your flight arrives after 4 p.m., I think you should rest throughout the remainder of the day. A. As soon as the plane arrives. B. That's a lovely idea. C. The afternoon would be good. Người phụ nữ nói rằng, nếu chuyến bay của anh đến nơi sau 4 giờ chiều, tôi nghĩ thời gian còn lại trong ngày anh nên nghỉ ngơi đi. Đáp án B. That's a lovely idea là đáp án chính xác. Câu 23. B. Number 23. Who's going to prepare for the interview? A. Yes, it's a nice view. B. I think it's at 9 or 9:30. C. The personnel department will. Câu hỏi là ai sẽ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn? Đáp án C. The personnel department will. Bộ phận nhân sự là đáp án chính xác. Đối với câu 24. Number 24. Aren't the research proposals due soon? A. Yes, a researcher will be here soon. B. Yes, the deadline's tomorrow. C. It was quite comfortable. Câu hỏi là đề xuất nghiên cứu sẽ xong sớm chứ? Đáp án chính xác là B. Yes, the deadline's tomorrow. Ừ, hẹn chó là ngày mai rồi. Câu 25. Number 25. I can help evaluate employees' performance. A. That should save me some time.
B. We didn't receive any course evaluations. C. That was a great performance. Người phụ nữ nói là tôi có thể giúp anh đánh giá biểu hiện của nhân viên. Chúng ta chọn đáp án A. That should save me some time. Như vậy tôi sẽ tiết kiệm được ít thời gian. Chúng ta qua câu 26. Number 26. Would you like to go out for dinner after the seminar? A. Yes. How about Italian food? B. I've been there already. C. Yes, last year. Câu hỏi là cô có muốn đi ăn tối sau buổi hội thảo không? Đáp án chính xác là A. Yes, how about Italian food? Có, chúng ta đi ăn món Ý đi. Ở câu 27. Number 27. What's the extension for the Product Support Center? A. Satisfaction. B. 555. C. $5. Câu hỏi là số máy lẻ của trung tâm cung cấp sản phẩm gì? Đáp án B, 555 là đáp án chính xác. Đối với câu 28. Number 28. Do you know why Ms. Lopez is convening a meeting? A. To introduce her new secretary. B. We had to submit the report. C. Sure, let's meet in the cafeteria. Câu hỏi là, cô biết tại sao bà Lopez lại triệu tập cuộc họp không? Đáp án chính xác là A. To introduce her new secretary. Để giới thiệu thư ký mới của bà ấy. Tiếp theo câu 29. Number 29. I don't like the mood at this place. A. Are you bored? B. He is very moody. C. It looks like a new tie. Người đàn ông nói rằng, tôi không thích bầu không khí nơi đây. Chúng ta chọn đáp án A. Are you bored? Anh thấy chán hả? Câu 30. Number 30. Do you know who will be replacing Alan when he retires? A. Yes, Mary has replaced the tires. B. It hasn't been decided yet. C. This town is known for seafood. Câu hỏi là, cô có biết ai sẽ thay thế Alan khi ông ấy nghỉ hưu không? Chúng ta chọn đáp án B. It hasn't been decided yet. Điều này vẫn chưa được quyết định. Ở câu 31. Number 31. Mark has to submit his expense report to accounting, doesn't he? A. Yes, it's very expensive. B. Sorry, I can't count exactly. C. The manager said it's not necessary this time. Câu hỏi là Mark phải nộp các báo cáo chi tiêu của mình cho kế toán đúng không? Đáp án C. The manager said it's not necessary this time. Quản lý nói lúc này chưa cần thiết là đáp án chính xác. Đối với câu 33. Number 33. Isn't there a recently released version of this computer program? A. That's the only one we have. B. No, I don't think we need to buy it. C. No, they're selling well. Câu hỏi là cô có phiên bản mới phát hành của chương trình máy tính này không? Đáp án chính xác là A. That's the only one we have. Đây là bản duy nhất chúng tôi có. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại câu 34. Number 34. Is the new programmer we hired getting used to the work? A. Sure, she found a new place. B. Yes, she's doing well. C. No, I don't think it's necessary. Câu hỏi là, lập trình viên chúng ta mới thuê đã quen với công việc chưa? Đáp án B. Yes, she's doing well. Rồi, cô ấy đang làm rất tốt là đáp án chính xác. Qua câu 35. Number 35. Should I have the itinerary sent to you, or will you pick it up? A. I'll stop by to get it. B. No, she can pick up the car. C. Yes, she grew up in Paris. Câu hỏi là, tôi sẽ gửi lịch trình cho anh hay anh tự lấy? Chúng ta chọn đáp án A. I'll stop by to get it. Tôi sẽ ghé qua lấy nó. Câu 36. Number 36. We received the final approval last week, didn't we? A. Actually, almost a month ago. B. We sent it by email. C. It was hard to prove. Câu hỏi là chúng ta đã nhận được phê duyệt cuối cùng vào tuần trước đúng không? Đáp án chính xác là A. Actually, almost a month ago. Chính xác là gần một tháng trước rồi. Ở câu 37. Number 37.
Is there a faster way to process the test results? A. Buses go very fast on this street. B. Only a few minutes away. C. Submit them in person. Câu hỏi là có cách nào nhanh hơn để xử lý các kết quả kiểm tra này không? Đáp án chính xác là C. Submit them in person. Gửi trực tiếp. Câu 38. Number 38. Why does Mark want to work the night shift tomorrow? A. He's got an appointment with Dr. Charles during the day. B. No, his co-worker retired. C. I think we treat every worker equally. Câu hỏi là tại sao ngày mai Mark lại muốn làm ca đêm? Chúng ta chạy đáp án A. He's got an appointment with Dr. Charles during the day. Anh có hẹn với bác sĩ Charles trong ngày rồi. Tiếp theo, câu 39. Number 39. How about sending the samples this afternoon? A. No, by train. B. It's a new model. C. Sounds like a good idea. Câu hỏi là, hay chúng ta gửi tập tài liệu này vào chiều nay? Đáp án chính xác là C. Sounds like a good idea. Có vẻ ý kiến này được đó. Đối với câu 40. Number 40. How should we dramatically improve our methods of production? A. I like comedies more than dramas. B. Well, that's an improvement. C. There's a research team working on it. Câu hỏi là, làm cách nào để cải thiện đáng kể phương pháp sản xuất? Đáp án C. There's a research team working on it. Có một nhóm nghiên cứu đang làm việc này là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta qua đoạn hội thoại từ câu 41 đến 43. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hello, what time are you open in the morning? I'd like to come in and purchase a gift for a colleague. We open at 9 a.m., but unfortunately we open at noon on Saturdays. I should be able to get there by 9, but are you able to hold something for me until Monday in case I can't make it in? No, I'm very sorry. We don't hold anything because people rarely return to purchase the items. Câu 41, người đàn ông mua đồ cho ai? Anh ta nói là I'd like to come in and purchase a gift for a colleague. Tôi muốn đến mua một món quà cho đồng nghiệp. Vậy chúng ta sẽ đáp án D, a co-worker. Câu 42, cửa hàng mở cửa vào lúc mấy giờ? Thứ bảy. Người phụ nữ nói là We open at noon on Saturdays. Chúng tôi mở cửa vào trưa ngày thứ bảy. Đáp án chính xác là D, 12 o'clock. Câu 43. Khách hàng muốn người bán hàng làm gì? Anh ta nói là Are you able to hold something for me until Monday in case I can't make it in? Cô có thể giữ hàng cho tôi thứ hai nếu tôi không thể đến lấy ngay được không? Đáp án A, put aside an item at the store. Đặt một món hàng tại cửa hàng là đáp án chính xác. Theo là đoạn hội thoại từ câu 44 đến 46. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. I'm available to help the next person. Hello, I'd like to purchase two tickets to Friday's concerts. Unfortunately, we only have seats available in sections C and D. Would that be okay? I would have preferred section B, but I guess I'll take the best seats available. Câu 44. Hai người trong đoạn hội thoại có thể đang ở đâu? Người đàn ông nói với người phụ nữ là I like to purchase two tickets to Friday concert. Tôi muốn mua hai vé hòa nhạc vào thứ sáu. Vậy đáp án chính xác là B, at an auditory post office, tại phòng bán vé nhạc thính phòng. Câu 45, mục đích của người đàn ông là gì? Như đã giải thích ở câu 44, chúng ta sẽ đáp án A, to buy tickets to a performance. Câu 46, khu vực ghế ngồi người đàn ông muốn ban đầu là gì? Anh ta nói rằng I could have preferred section B, tôi muốn khu vực B. Đáp án B, section B là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta qua đoạn hội thoại của câu 47 đến 49. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I'd like to send these files to Kimberly Dawson. Do you have her email address? No, I don't. But Jim in HR should have a list of all company accounts. I'll get it from him and forward it to you later today. That would be great. I have a number of new clients that I need to set up meetings with, so I'd like to let my supervisor know. Well, make sure that you contact Sam as well.
The company has decided that both a director and a supervisor should be present at all new client meetings. Câu 47, người đàn ông sẽ làm gì cho người phụ nữ? Cô ấy hỏi anh ta về email của Kimberly Dawson và người đàn ông nói rằng Jim in HR should have a list of all company accounts. I'll get it from him and forward it to you later today. Jim phòng nhân sự có danh sách tất cả các tài khoản trong công ty. Tôi sẽ gặp anh ta lấy nó và gửi cho cô trong hôm nay. Vậy đáp án chính xác là đi, phải an email address. Câu 48, người phụ nữ phải làm gì với những khách hàng mới? Cô ấy nói là I have a number of new clients that I need to set up meeting with. Tôi có một số khách hàng mới cần lên lịch hẹn gặp. Chúng ta chọn đáp án đi. She must set up a meeting. Câu 49, người đàn ông nói gì về chính sách mới của công ty? Anh ta nói rằng the company has decided that both a director and a supervisor should be present at all new client meetings. Công ty đã quyết định cả giám đốc và người giám sát đều phải có mặt tại buổi gặp mặt khách hàng. Đáp án A. A director must attend a new client meeting là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta qua đoạn hội thoại của câu 50 đến 52. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Brian, are you available to pick me up at the train station tomorrow afternoon? Are we coming back from New York after the conference ends? I have meetings until 3, but if you're scheduled to arrive at around 6, I'll be there. Well, the train should be at the station at 5, but I can stay and wait. I'll go over my notes of the conference until you arrive. Great. I'll be there at 6 then. Why don't we go for dinner to discuss our presentation on Friday? Câu 50, vì sao người phụ nữ đi New York? Cô ấy nói là I'll be coming back from New York after the conference ends. Tôi sẽ từ New York trở về sau khi buổi hội thảo kết thúc. Đáp án D, to attend a business conference, là đáp án chính xác. Câu 51, người phụ nữ sẽ đến ga lúc mấy giờ? Cô ấy nói về chuyến tàu của mình là the train should be at the station at 5, tàu sẽ đến ga lúc 5 giờ. Đáp án chính xác là C at 5 o'clock. Câu 52, người phụ nữ sẽ làm gì trong lúc chờ đợi? Cô ấy nói với người đàn ông là I'll go over my notes of the conference until you arrive. Tôi sẽ xem lại ghi chú của mình về buổi hội thảo cho đến khi anh tới. Đáp án chính xác là B, review her notes. Tiếp theo là đoạn hội thoại của câu 53 đến 55. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Carl, have you completed the financial report? I have to determine next year's budget before my important meeting with the director this afternoon. Sorry, not yet. It seems like I've been answering my phone all morning, and I can't seem to find the time to finish them. My clients are very demanding. Really? I met your clients at last month's social function, and they seemed reasonable. Ask Jenny to help you finish the financial report. I'll be away for a few hours, so she can use the computer in my office. That sounds good. But be sure not to lock your door, because I don't have a key. Câu 53, chuyện gì đã xảy ra chiều nay? Người phụ nữ nói là I have to determine next year's budget before my important meeting with the director this afternoon. Tôi phải xác định ngân sách cho năm sau, trước cuộc họp với giám đốc chiều nay. Chúng ta chọn đáp án đi. An important meeting will be held. Câu 54, tháng trước người phụ nữ đã làm gì? Cô ấy nói với người đàn ông là I met your clients at last month's social function. Tôi đã gặp khách hàng của anh ở buổi hoạt động xã hội tháng trước. Đáp án chính xác là A, attended a social function. Câu 55, người phụ nữ đề nghị người đàn ông làm gì? Cô ấy nói là ask Jenny to help you finish the financial report. Nhờ Jenny giúp anh hoàn thành báo cáo tài chính đi. Đáp án B, get help to complete the report, là đáp án chính xác. Chúng ta qua đoạn hội thoại của câu 56 đến 58. Questions 56 through 58 refer to the following conversation.
Hi, Vanessa. Have you heard from the finance department? I'm still waiting for the financial reports for this quarter. I was talking to Jill in finance a few minutes ago. She doesn't think they'll be done this week. They've been really busy preparing the budget for next quarter. That's ridiculous. We have to get them to work on our charts first. I just got an email from the director, and the vice president is coming from New York to review our progress. Wow. I'll call the department manager and tell her to make this quarter's reports a priority. Câu 56, hai người trong đoàn hội thoại đang thảo luận về điều gì? Sau khi liên lạc đoàn hội thoại, ta có thể chọn được đáp án B, Completing Financial Statements. Câu 57, người phụ nữ nói gì về bộ phận tài chính? Khi người đàn ông hỏi, Have you heard from the finance department? I'm still waiting for the financial reports for this quarter. Cô có nghe tin gì từ bộ phận tài chính không? Tôi vẫn đang chờ báo cáo tài chính quý này. Người phụ nữ trả lời rằng, I was talking to Trill in finance a few minutes ago. She doesn't think they'd be done this week. Tôi có nói chuyện với Trill bên đó vài phút. Cô ấy không nghĩ là trong tuần này họ sẽ làm xong đâu. Chúng ta chọn đáp án đi. Chúng ta chọn đáp án B. They haven't completed the work. Câu 58, người phụ nữ sẽ làm gì tiếp theo? Cô ấy nói rằng, I'll call the department manager and tell her to make this quarter's report a priority. Tôi sẽ gọi cho quản lý bộ phận và nói cô ấy ưu tiên hoàn thành báo cáo quý này. Đáp án C, she will tell finance to change their work plan là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn hội thoại của câu 59 đến 61. Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Fiona told me that you've decided to hold the convention in Miami. Yeah, I can't wait. Actually, we were thinking of Singapore at first, but the price of the airline tickets is too high due to the seasonal demand. Well, Singapore is fantastic. I spent my last vacation there and had a great time. Really? Many people said that they found it difficult to communicate while there. Câu 59. Hội nghị sẽ được tổ chức ở đâu? Người phụ nữ nói với người đàn ông là Fiona told me that you've decided to hold the convention in Miami. Fiona nói với tôi là anh đã quyết định tổ chức hội nghị ở Miami. Và anh ta xác nhận điều này. Vậy đáp án chính xác là D. Miami. Câu 60. Người đàn ông nói gì về Singapore? Anh ta nói là The price of the airline tickets is too high due to seasonal demand. Giá vé máy bay quá cao do nhu cầu theo mùa. Đáp án chính xác là C. The airfare is expensive. Câu 61. Theo người đàn ông thì khó khăn mà nhiều người phải trải qua ở Singapore là gì? Anh ta nói là Many people said that they found it difficult to communicate while there. Nhiều người nói rằng họ thấy khó khăn trong khi giao tiếp ở đó. Chúng ta chọn đáp án D, language barriers. Tiếp theo là đoạn hội thoại của câu 62 đến 64. Câu 62, hai người trong đoạn hội thoại nói về điều gì? Mở đầu đoạn hội thoại, người phụ nữ nói là We were asked to save on this month's computer files in order for the IT department to change servers. Chúng ta cần lưu lại tất cả các tập tin máy tính trong tháng này để bộ phận IT đổi máy chủ. Sau đó, cô ấy hỏi người đàn ông, Where should we store them? Chúng ta nên lưu vào đâu đây? Đáp án C, Where to store computer files là đáp án chính xác. Câu 63, người đàn ông đề nghị làm gì? Anh ta nói là, We could reconfigure the computer network to gain storage. Chúng ta nên tái cơ cấu, cấu trúc mạng để máy tính thăng thêm bộ nhớ. Đáp án D, Upgrade the computer network là đáp án chính xác. Câu 64. Bộ phận nào sẽ giúp người đàn ông? Khi phụ nữ hỏi cách nâng cấp mạng máy tính, người đàn ông trả lời là The IT department will probably know how. Bộ phận IT có thể biết cách làm. Đáp án chính xác là D. Information technology. Chúng ta qua đoạn hội thoại từ câu 65 đến câu 67. Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Have you contacted the convention center to confirm how many guests will be attending the conference? I haven't had a chance yet. I'm still going over the names of the clients that we are considering inviting. Well, please try to get to it as soon as possible. If we postpone it much longer, we may not be able to get the staff to do everything we would like in time.
I'll contact a few clients to confirm whether or not they will attend. I can finish it this afternoon. Câu 65. Hai người trong đoạn hội thoại nói về điều gì? Sau khi nghe đoạn hội thoại, ta có thể chọn được đáp án D, plans for conference, kế hoạch cho một buổi hội nghị. Câu 66. Hiện tại người đàn ông đang làm việc gì? Anh ta nói là I'm still going over the names of the clients that we are considering inviting. Chúng tôi vẫn đang xem xét tên các vị khách chúng ta sẽ mời đến. Đáp án chính xác là C, confirming the number of guests. Câu 67. Vì sao người phụ nữ lo lắng? Cô ấy nói là If we postpone it much longer, we may not be able to get the staff to do everything we would like in time. Nếu chúng ta còn trì hoãn lâu hơn thì nhân viên không thể làm mọi việc đúng hạn được. Đáp án C, they will not have enough time to prepare, là đáp án chính xác. Qua đoạn hội thoại của câu 68 đến 70. Questions 68 through 70 refer to the following conversation. I have so many meetings this afternoon. I really don't think that I'll be able to complete the installation of our new software before Tuesday. That shouldn't be a problem. A few extra computers are scheduled to arrive on Friday, and the technical team won't finish reconfiguring the new network before Monday. That's great. I'll be sure to be done by then. Oh, did you want me to check the internet connection? Yes, sometimes I can't log on to the website. I think there are some problems with the internet. Câu 68. Hai người đó có thể làm việc ở đâu? Sau khi nghe đoạn hội thoại, chúng ta có thể chọn được đáp án C, an IT company. Câu 69. Người đàn ông định hoàn thành việc gì trước thứ ba? Anh ta nói là I really don't think that I'll be able to complete the installation of our new software before Tuesday. Tôi thật sự không nghĩ là mình có thể hoàn thành việc cài đặt phần mềm mới trước thứ ba. Đáp án chính xác là A, install some software. Câu 70. Vấn đề của người phụ nữ là gì? Cô ấy nói là Sometimes I can't log on the website. Đôi lúc tôi không truy cập vào website được, chúng ta chọn đáp án A, she can't access the website. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại đoạn quảng cáo từ câu 71 đến 73. Questions 71 through 73 refer to the following advertisement. Thanksgiving is a time for families to get together and be grateful for their health and happiness. The best way to capture these moments is with a Kleenex digital camera. The quality and color in the pictures will help you go back to that moment in time. Now is the time to head down to Gibby's Electronics for our annual holiday clearance sale. All of your favorite brands are now marked down to a fraction of the price. Conveniently located on Geneva Street, next to the downtown arena, Gibby's Electronics can fulfill all of your electronics needs. Stop by to see us today. Câu 71. Cái gì được quảng cáo? Trong đoạn quảng cáo có nhắc đến The best way to capture these moments is with a Kleenex digital camera. Cách tốt nhất để ghi lại những khoảnh khắc với chiếc máy ảnh kỹ thuật số Kleenex, chúng ta chọn đáp án A, digital cameras. Câu 72. Bài quảng cáo tập trung vào nhóm người nào? Mở đầu bài quảng cáo có câu Thanksgiving is a time for families to get together and be grateful for their health and happiness. Lễ tạ ơn là khoảng thời gian dành cho gia đình sum họp và cầu mong sức khỏe và hạnh phúc. Đáp án chính xác là A, families. Bây giờ chúng ta qua đoạn tin nhắn ghi âm ở câu 74 đến 76. Questions 74 through 76 refer to the following recorded message. Welcome to Zodiac Computer's customer helpline. We are happy to assist you with any of your computer-related questions and concerns. If you have a question relating to downloading software, press 1. If you require help setting up an internet connection or network, press 2. For a list of our store locations, press 3. If you would like to order a product and know the serial code, press 4. If you need to speak to a computer technician, press 0. To listen to the options again, press 9. Please visit our website during the next 2 weeks and download Zodiac coupons, which can be used at any of our 15 store locations. We appreciate your business and we will make every effort to provide you with the products and services you need. Câu 74, người đàn ông trong đoạn tin nhắn nói rằng If you require help setting up an internet connection or network,
Rescue. Nếu bạn yêu cầu thiết lập kết nối Internet, vui lòng nhấn phím 2. Đáp án chính xác là A. Rescue on the telephone. Câu 75. Coupon Zodiac trên website có thể được sử dụng bao lâu? Đoạn tin nhắn có nhắc đến Please visit our website during the next 2 weeks and download Zodiac coupons. Vui lòng ghé thăm website của chúng tôi trong 2 tuần lễ tới để tải coupon Zodiac. Chúng ta chọn đáp án B for the next 2 weeks. Câu 76. Khách hàng có thể dùng coupon Zodiac ở đâu? Người đàn ông có nhắc đến việc Zodiac coupons can be used at any of our 15 store locations. Coupon Zodiac có thể được sử dụng ở 15 cửa hàng trực thuộc của chúng tôi. Đáp án B at a Zodiac store là đáp án chính xác. Tiếp theo là đoạn nói chuyện ngắn từ câu 77 đến 79. Question 77 through 79 refer to the following short talk. I would ask everyone at this time to turn in your company manual to page 15. This chapter of the manual details our company policies. As you read over the various policies, please pay attention to those relating to customer service. I will give you a few minutes to read these policies, and then we will discuss them as a group. Once you have finished reading, please turn to the person sitting next to you. Discuss with your partner how you can better serve your customers. After you have spent a few moments speaking with your partner, write down your ideas on a piece of paper. At the end of this seminar, you will have a chance to share your ideas with the rest of the group. Câu 77, hội nghị này về chủ đề gì? Người đàn ông trong đoạn nói chuyện có nhắc đến, as you read over the various policies, please pay attention to those relating to customer service. Khi đọc qua về chính sách công ty, vui lòng chú ý đến những điều liên quan đến dịch vụ khách hàng. Đáp án B, improving customer relations là đáp án chính xác. Câu 78, các nhân viên làm gì sau khi đọc xong chính sách của công ty? Người đàn ông trong đoạn nói chuyện nói là I will give you a few minutes to read these policies and then we will discuss them as a group. Tôi sẽ cho mọi người vài phút để đọc các chính sách này và sau đó chúng ta sẽ thảo luận chúng theo nhóm. Đáp án chính xác là A. Discuss the policies. Câu 79, đoạn nói chuyện này diễn ra ở đâu? Sau khi nghe đoạn nói chuyện, chúng ta có thể chọn được đáp án A at a training section. Bây giờ chúng ta qua đoạn nói chuyện từ câu 80 đến 82. Questions 80 through 82 refer to the following talk. We would like to welcome you all here today to the downtown Juniper office complex. You have been asked to join us because, as investors, you have all played a significant part in getting this project started. Presently, we have rented nearly 80% of the office space, and I must add that we are thrilled with the results. I'd like to start by taking you for a tour of one of the model offices. Following the tour, I would like to invite you to join me in the building's 5-star restaurant for a tasting of some of our delicious lunch specials. And once again, thank you for your continued support with the completion of this project. Câu 80, người nói đang nhắc đến ai? Cô ấy có nói là, you have been asked to join us because as investors, you have all played a significant part in getting this project started. Quý vị được mời đến đây với chúng tôi vì là những nhà đầu tư. Quý vị đóng vai trò quan trọng trong dự án này được tiến hành. Chúng ta chọn đáp án B, investors. Câu 81, người phụ nữ trong đoạn nói chuyện nói gì về những văn phòng? Cô ấy nói là, recently we have rented nearly 80% of the office space. Hiện tại chúng tôi đã thuê gần 80% không gian văn phòng. Đáp án chính xác là C. Most of them have already rented. Câu 82, nhóm này sẽ làm gì sau chuyến đi? Người phụ nữ trong đoạn nói chuyện nói là following the tour, I would like to invite you to join me in the building's 5-star restaurant for a tasting of some of our delicious lunch specials. Sau chuyến đi, tôi mời quý vị cùng tôi đến nhà hàng 5 sao của tòa nhà này để thưởng thức bữa trưa với những món đặc sản ngon miệng. Đáp án B, have lunch là đáp án chính xác. Bây giờ là đoạn tin nhắn điện thoại ở câu 83 đến 85. Questions 83 through 85 refer to the following telephone message. This is the customer service line for Quick Start Internet Service. All of our agents are currently on the line serving other clients. Our hours of operation are 9 a.m. to 6 p.m., Monday to Friday. Please stay on the line to schedule an appointment. At the time of installation, please have your order number and a check or money order to cover the fees.
The installation cost is $59.95. It should only take about 25 minutes, and you will be able to access the internet immediately. Someone must be present at the time the technician visits, so if you are not available, you must make another installation appointment. Thank you for choosing Quick Start Internet Service. Câu 83. Cần có gì lúc lắp đặt? Người đàn ông trong đoạn tin nhắn nói là At the time of installation, please have your order number and check our money order to cover the fees. Khi lắp đặt, vui lòng lấy số thứ tự và mang theo séc hoặc tiền để trả chi phí. Đáp án chính xác là B, payment. Câu 84. Quá trình lắp đặt kéo dài bao lâu? Người đàn ông nói rằng It should only take about 25 minutes. Nó chỉ mất khoảng 25 phút. Chúng ta chọn đáp án A, 25 minutes. Câu 85. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không có mặt khi lắp đặt? Người đàn ông nói là Someone must be present at the time the technician visits. So if you are not available, you must make another installation appointment. Cần có người ở đó khi nhân viên kỹ thuật đến. Vì vậy, nếu anh chị không có mặt thì sẽ phải sắp xếp một buổi khác. Đáp án B, you must make another appointment là đáp án chính xác. Tiếp theo là đoạn giới thiệu ở câu 86 đến 88. Questions 86 through 88 refer to the following introduction. Good afternoon. It is with great pleasure that I introduce Dr. Meg Robertson. Dr. Robertson is the leading research associate at the Clear Environmental Research Group. For the past 8 years, the center has been responsible for developing some of the most unique methods related to the fight against global warming. Dr. Robinson has joined us here today to talk about her group's most recent efforts to reduce the harmful effects on the environment. There will be a question and answer period following the talk. Please give a warm welcome to Dr. Meg Robertson. Câu 86, chuyên môn của tiến sĩ Robertson là gì? Người đàn ông trong đoạn giới thiệu nói rằng Dr. Robertson is the leading research associate at the Clear Environmental Research Group. Tiến sĩ Robertson là trưởng nhóm nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về môi trường trong sạch. Đáp án C, she is an environmental researcher là đáp án chính xác. Câu 87, tiến sĩ Robertson sẽ nói về chủ đề gì? Người đàn ông có nói Dr. Robertson has joined us here today to talk about her group's most recent efforts to reduce the harmful effects on the environment. Tiến sĩ Robertson đến đây với chúng ta hôm nay để nói về những nỗ lực của nhóm bà gần đây nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng có hại tới môi trường. Đáp án chính xác là D, ways to reduce the harmful effects on the environment. Câu 88, sau buổi nói chuyện sẽ diễn ra sự kiện gì? Người đàn ông nói rằng, there will be a question and answer period following the talk. Sẽ có khoảng thời gian hỏi và trả lời sau buổi nói chuyện. Chúng ta chọn đáp án C, questions can be asked. Tiếp theo, chúng ta qua đoạn tin nhắn điện thoại ở câu 89 đến 91. Questions 89 through 91 refer to the following telephone message. Hello, Mr. Underwood. This is Maria Avila calling from Warehouse Office Supplies Limited. I just received your email regarding your company's purchase of computers and printers. Unfortunately, the printer model that you had requested is presently unavailable and won't be in stock for another couple of months. We do, however, currently have another printer model that is comparable to the original one that you had requested. We are willing to loan you this model while you are waiting for the other shipment. There are no problems with the computer order. We will have your delivery shipped by Thursday afternoon. Please contact us about how you would like to proceed with respect to the printers. Thank you for your cooperation, and we hope to hear from you soon. Câu 89, cuộc gọi này nhằm mục đích gì? Người phụ nữ trong đoạn tin nhắn nhắc đến cái máy in khách hàng đã đặt và nói rằng Unfortunately, the printer model that you have requested is recently unavailable and won't be in stock for another couple of months. Đáng tiếc là mẫu máy in ông yêu cầu hiện tại không có sẵn và chúng tôi không nhập hàng về trong 2 tháng tới. Đáp án chính xác là B, to notify the customer of an order problem. Câu 90, người gọi điện đề nghị ông Underwood cái gì? Cô ấy nói là We do, however, currently have another printer model that is comparable to the original one that you have requested. We are willing to load you this model while you are waiting for order shipment.
Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi có mẫu máy in tương thích với mẫu ông yêu cầu ban đầu. Chúng tôi sẵn sàng cho ông mượn mẫu này trong khi chờ đợi đơn đặt hàng khác. Đáp án chính xác là B. To let him use a comparable printer. Câu 91. Cái gì sẽ được chuyển tới ông Underwood vào thứ ba? Người phụ nữ gọi điện thoại nói là There are no problems with the computer order. We will have your delivery shipped by Thursday afternoon. Không có vấn đề gì với đơn hàng máy tính. Chúng tôi sẽ gửi tới cho ông trước chiều thứ ba. Đáp án B, computers, là đáp án chính xác. Tiếp theo là đoạn giới thiệu ở câu 92 đến 94. Questions 92 through 94 refer to the following introduction. We would like to thank you all for joining in the grand opening of the Falls View Ballroom and Theatre. Tonight's opening performer demonstrates the kind of classical talent that we will be showcasing over the next few months in our six-part series. We believe that these performances and the overall charm of the Falls View Ballroom and Auditorium will add to the cultural charm of the area. And now let us begin tonight's performances. We do ask that you switch off any cell phones and pagers at this time. There will be a 10-minute intermission between each act, at which time refreshments will be served in the main entrance. Thank you for your cooperation and enjoy the evening. Câu 92. Mục đích của buổi diễn thuyết này là gì? Người phụ nữ trong đoạn giới thiệu mở đầu bằng câu We would like to thank you all for joining the grand opening of the Falls View Ballroom and Theater. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự lễ khai trương rạp hát Falls View Ballroom and Theater. Đáp án chính xác là D. To celebrate an opening ceremony. Câu 93. Có bao nhiêu buổi trình diễn dự kiến trong vài tháng tới? Người phụ nữ nói là Tonight's opening performer demonstrates the kind of classical talent that we will be showcasing over the next few months in our six-part series. Buổi biểu diễn tối nay là phần tiết mục cổ điển mở màn của tuyển tập 6 phần mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong vài tháng tới. Đáp án B, six, là đáp án chính xác. Câu 94. Khán giả có thể làm gì trong khoảng thời gian giải lao? Người phụ nữ có nói There will be a 10-minute intermission between each act at which time refreshments will be served in the main entrance. Sẽ có khoảng thời gian 10 phút giữa mỗi vở diễn. Vào thời gian đó, đồ uống sẽ được phục vụ ở lối vào chính. Chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta cùng nghe lại đoạn thông báo của câu 95 đến 97. Questions 95 through 97 refer to the following announcement. The last item to talk about today at this afternoon's meeting is the company's new policy with regard to expenses. We have discussed and approved two changes. The first has to do with receipts and invoices. Firstly, all bills must be submitted on the last day of each month. The other major change has to do with company accounts. We have also increased budgets by 5% so as to accommodate all employees. Part-time employees will be given a company credit card to use for travel and meal expenses when dealing with corporate clients. Please speak to Sally in HR before the end of the week to receive your card. Câu 95. Mục đích của cuộc họp là gì? Người đàn ông trong đoạn thông báo nói rằng The last item to talk about today at this afternoon's meeting is the company's new policy with regard to expenses. Vấn đề cuối cùng trong buổi họp chiều nay là chính sách mới của công ty liên quan đến các khoản chi phí. Chúng ta chọn đáp án B, to announce a new finance policy. Câu 96, nhân viên bán thời gian sẽ nhận được cái gì? Người đàn ông nói là part-time employees will be given a company credit card. Các nhân viên bán thời gian sẽ nhận được một thẻ tín dụng của công ty. Đáp án D, credit card, là đáp án chính xác. Câu 97, các nhân viên nên liên lạc với bộ phận nhân sự khi nào? Người đàn ông có nói, Please speak to Sally in HR before the end of the week to receive your card. Vui lòng liên lạc với Sally ở bộ phận nhân sự trước cuối tuần này để nhận thẻ. Đáp án A, by the end of this week, là đáp án chính xác. Cuối cùng là đoạn tin nhắn điện thoại của câu 98 đến 100. Questions 98 through 100 refer to the following phone message. Good morning, Gemma. This is Irene Smith from Dr. Baker's office. I am calling to confirm your appointment for 8:30 a.m. on Wednesday morning. Please arrive at least 15 minutes prior to your appointment so that we can fill out the appropriate forms.
Don't forget to bring your health insurance card and a piece of photo ID to the appointment. In total, your physical examination shouldn't take more than 20 minutes, but you may need to stay afterwards for some blood tests. Dr. Baker should be able to provide the results of your tests within 2 weeks. So remember, your appointment is at 8:30 a.m. on Wednesday morning. Please call us if you have any questions. See you then. Câu 98. Irene gọi điện vì việc gì? Cô ấy nói là I am calling to confirm your appointment for 8:30 a.m. on Wednesday morning. Tôi gọi điện để xác nhận về cuộc hẹn của cô vào 8:30 sáng thứ tư. Đáp án chính xác là D, an upcoming appointment. Câu 99. Gemma nên mang theo cái gì tới cuộc hẹn? Irene nói với Gemma là Don't forget to bring your health insurance card and a piece of photo ID to the appointment. Đừng quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế và một tờ photo chứng minh nhân dân đến cuộc hẹn. Chúng ta chọn đáp án C, her health card. Câu 100. Khi nào Gemma sẽ nhận được kết quả xét nghiệm? Irene nói rằng, Dr. Baker should be able to provide the result of your test within 2 weeks. Bác sĩ Parker sẽ đưa kết quả xét nghiệm của cô trong vòng 2 tuần. Đáp án chính xác là C, within 2 weeks. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bộ đề listening số 5. Xin chào và hẹn gặp lại.